Timber cứ dí dí vào Đúng Lina. rồi. Whisking nữa, cái con này có sợ chết đâu. Nó bling vào bên cạnh đấy, làm gì làm. Cảm tử quân. Nhưng mà cái lượng khống chế của T1 là nhiều chưa? Lượng khống chế T1 rất nhiều anh em ạ. Có gạch, có hai cái sơ tăn của Nick với Trận cả đấu là này thì Nessa. tôi sẽ tư vấn cho các bạn một cách chuẩn chỉ. Brut dành cho Cucu. Xem nào, Brut Cucu. Con Đầu bài game muốn kinh đấy. tiêu. Timber đi cùng Void, Lai Sắc. Odin T1. Odin T1. Đây đây nó Em ơi, anh em mình mà biết trước thì đã có hai bát bún đúng. riêu rồi. Nghe Lúc ấy tôi mà tin tưởng vào cái giác quan thứ sáu, thứ bảy, thứ tám gì đấy của tôi. Bây gom những giờ nó bún có phải... riêu, bún riêu phải ship về thì có gọi là mặn mà gì đâu anh em. Dạ thôi. Nào. Mình thì mình thích cái con Brute Mother của Cucu các bạn ạ. Cái con Brute này nó sẽ làm cho cái thế trận nó bị đảo lộn. Em thì lại thấy bình thường. Tôi lại thấy bình thường anh em ạ. Sau một hồi suy nghĩ tôi thấy con Brute là bình thường. Gặp team Bersaw thì cũng ngã. Brute sẽ phải chơi với cả trụ công trình nhiều. Không không nên di chuyển quá, nhưng mà cái quan trọng là con Brute này zone 2 con support rất sướng cả. Oracle với cả Lion thấy đàn nhện con tràn vào là thôi. Lion thì trông còn chạy được chứ Oracle thì là chết dí anh em ạ. Nào, để xem. Mình thì mình có cảm giác là T1 sẽ chiến thắng trận đấu này. Nhưng mà nhỡ đâu mà VP có thể làm được. Brut thì late game cái chất tướng nó không đủ khỏe. Nên là chủ yếu là đầu game thôi. Cái lúc mà họ đang tận dụng được cái sức mạnh đến từ đàn nhẹ. Có thể là anh ta sẽ lấy được cho mình những cái trụ. Cũng như là bắt vào những con sắp. Nhưng mà nó chưa phải là tất cả. Dota phải là phá được nhà chính. Hoặc là ép cho đối phương Kozizi. Đúng rồi. Brute sẽ là một con hero rất là khó chịu với cả Red King tầm thời điểm mid late game. Anh ta có cái bắn Bola đấy. Bắn Bola vào khiến cho Red King chém bị mid, khó chịu lắm. Bắn Bola gây làm chậm. Mà con Red King này thì không sợ sờ tắt lắm anh em ạ. Con Red King này sợ bị làm chậm giống kiểu Red King gặp BB. Nó cứ nhổ nước bọt cho Red King lù đà lù đù, không làm gì được. Cứ bị cay như thế thì anh ta sẽ khó chơi thôi. Để xem trong cái game đấu này thì các thành viên T1 sẽ thực hiện ra sao. Mình nghĩ là Cucu anh ta khá là ổn với cả một con nhện. Nào, game đấu cuối cùng của ngày hôm nay. Nào, tập trung vào trận đấu số 5 thôi. Game đấu quyết định ai sẽ là nhà vô địch của EL1 Major, chính xác là EL1 Summer. Cái này không phải bây giờ anh em ạ, Summer thôi. Summer đâu. Một giải đấu mà lấy chủ đề là mùa hè. Ôi. Nào, cố với tí thả cái sơ tụ. Không. Xả quá, xả quá. Thôi lên lên đánh thằng khác. À đây ơi, đây ơi. Sao bạn lại ở đây? Hello my friend. Ôi rồi ôi. Ở À đây vẫn có. bò được ạ. Ui. Mà Bò DM của chúng đánh tôi quá hay đây. anh em ạ. Một pha lách và kéo cây. Bây giờ anh ta kéo lại lên khu vực 2 round. Thế là thôi. Vẫn là một mạng đầu tiên dành cho các thành viên Vitus Pro. Level 1 nhìn thấy nhẹ. Không khác gì. Cảnh này em không quen anh ạ. Sao lại còn 5v1 nữa? Đấy, cảnh VP tự nhiên sớm bốc xong đi đánh nhau đầu game. Tôi không quen cảnh này anh em. Thường là cái đội tuyển này đánh chậm đúng không? Đúng. Không hiểu sao bây giờ VP đánh nhanh. Mấy hôm nay Dota hèn lắm. Đầu game có khi còn tách nhau ra thấy đối phương mà lợi thế hơn về việc đánh nhau là đi ăn trộm bounty chứ chả bao giờ đánh nhau cả. Thôi, ở trận đấu này thì họ đã thi đấu trong cảm giác tương đối chủ động và có khi Fnatic loang ngoằng ở đây là chết chay này, có chói, có Không hai không sờ không tăn. không. Quyết định là không ra sẽ cướp. Và có lẽ là các thành viên T1 sẽ chỉ có cho mình một rune thôi. Nhưng mà họ sẽ set up để lấy mạng của Nightfall chăng? Không, làm gì có Thôi tua xong ấy. rồi. Ơ Con Rick này thì chạy đâu nhỉ? Hay không luôn, ngay từ khi mà trận đấu mới bắt đầu. Oh my god. Nhưng mà vì JBK không kịp block creep. Nhưng mà Kha không kịp Kha bạn cũng, nhỉ? cũng không kịp anh ạ. Kha chỉ sớm một tí thôi, Đúng chỉ rồi. block được một tí. Gọi là chọc được cái mông ra tẹo đỡ con đầu tiên. Last hit thì hơi khéo. JPK vẫn khó anh em. Bằng set, last hit sẽ khéo hơn so với cả một con Led Rack một chút. Những level đầu tiên thì nhẹ khá là yếu. Tam bé. Được cái là đứng ở trong tơ thì anh ta có thể suy diệt siêu địa hình thôi. Led Chưa gì này. mà BP đã dẫn 1k. Tìm vào so farm 4. So farm nhiều hết. Trên lane top thì là Fnatic Void. Ui, con này đi cả Timbersaw thì nó lại là tí nữa đi vào rừng bây giờ mà. Anh em từng thấy những con Fnatic Void phải lên MMR sớm để trốn vào rừng rồi.
trận đấu này thì các thành viên VP họ chỉ cần Alpharm thôi. Alpharm Red King có đồ sớm thì là Fireboy không có tuổi. Vic thì nhận thấy rằng là lên xấu đến từ Coco, là cố gắng đi kéo creep giúp cho anh ta có một cái lên nó thấp hơn. VP thì cái con đang có lên tương đối an toàn. Phạm 2. Ôi nhưng mà đừng kéo vào trụ nhá. Thấy con Red King di chuyển với một cái quỹ đạo tương đối lòng vòng. Cucu mất hơi nhiều creep và level cũng chưa lên được 2. Có level 2 đi, có thêm một điểm vào cái hồi máu, có được bật lên để cắt creep. Mà cái con nhện này tương đối sợ sốc đam anh em ạ. Mà Oracle mà có level 3 là sốc một tơn. Con nhện này là 9 đấy. Úi giời, bật cái hunger lên nhưng mà cắn được mỗi hai phát, cắn được hai phát đã vào cái xong con rồi đàn creep chết hết. Không còn con nào chạt. Cũng gọi là thế lính xấu bởi vì cái tơn lính này đông quá. Invoker làm thế nào mà anh ta ở mid anh ta đấm cho ca ra cái nông nỗi này hả anh em? Và thậm chí là solo kill. Vâng, mặc dù là lượng farm thì bằng nhau nhưng mà có vẻ như là ca bị harass rất là nhiều đến từ anh chàng CVK. Sắp thế được nhở? Tôi chưa nghĩ ra việc làm cách nào mà một con Invoker nó có thể đấm cho một con Ledrack cho ra cái nông nỗi kia. Đồng ý là Ledrack đang có một cái lượng deny rất là ấn tượng. Farm 7, deny 7 rất là nhiều. Không cần nhất thiết phải liều mạng ở deny với cả một Invoker thế chứ bây giờ anh ta thậm chí còn thọt level hơn ở đối phương. Nào nào, lại ăn đòn, lại ăn EMP vào người rồi. Còn rất khổ. Với việc là từ Intel thì anh ta có rất là nhiều mana để cho CVK có thể cướp. Cái Ledvoy trên top cũng phải cẩn thận nha. Đối phương là Timbersaw, Phú đúng dây, muốn quạt, rất đau. Hay là mấy anh Tion buồn ngủ nhỉ? Chơi buồn ngủ à? Tại anh phù hộ thôi. Anh phù hộ thì hủy diệt. Thôi, anh em mình phải tin tưởng vào Hyperbutil chứ. Ok, ok. Đang chiến tốt. Bạn ơi, đừng chết hit cả con Lion bạn. Cố gắng để rút Lion ra xa cho Felixboy có được cái khoảng farm. Ít nhất là anh ta không khống chế lâu quá. Nếu bị khống chế lâu quá thì con Timbersaw sẽ dồn đam chết luôn được Felixboy. Rất là thốn. Một ca nét chênh dưới này thì trong nay cũng chả sợ gì Cucu cả. Mặt hoàn hết. Cucu thì ném tí bô la vào gây khó chịu thôi. Cũng chả làm gì được. Trận đấu này có Phantabon mà lượng sát thương thì không nhiều. Mà level 3 đến từ Oracle rồi Cucu. Không được, được đùa cả. Nếu mà vẩy thì phải vẩy trước hẳn đến từ King Slayer cơ. Người ta lại khá là chần chừ. Có là cũng đoán được rằng là lượng sát thương sẽ không đủ nên ta quyết định là không vẩy. Xem thì đang bị dính một cái Shadow Ward. Nhưng mà Shadow Ward này với level 1 đạm không to lắm. Anh nghĩ là Kingslayer anh ta ngừng đánh. Một phần anh ta cũng thấy cái lượng mana tương đối là thấp. Bây giờ cứ harass đối phương bằng cái việc là anh ta có tay dài đi. Con điện này đang máu tương đối giấy. Nếu như mà có một chút sơ hở nào đấy sẽ là một cái stun. Xong sau đấy Oracle dồn đam sẽ là tuyệt vời hơn rất là nhiều. 3-0, một cá nét chênh cùng một đèn hit thì GPK nhà lấy lại được thế trận luôn. Vẫn farm 17 con creep đều đủ trọn vẹn. Oracle ở đây thì bị dí nhẹ nhẹ đến từ Sephiroth thôi. Không làm gì được. Trước khi trận đấu này bắt đầu thì bọn mình có nhận được 130 từ bạn Bảo Dương Trần anh em ạ. Hay là tôi với cả Khánh hội ý quyết định là Odin 2 bát 4 diêu vào T1. Thắng thì anh em sẽ có 4 bát. Còn thua thì thôi anh em về đi ngủ. Thôi thì nói chung là ngồi cạnh anh ối lâu thì tôi mới tin đấy. Chứ còn trước thì tôi cũng chả tin đâu. Đời làm gì có ai aura thế. Nhưng mà bây giờ thì một là do anh ối quá giỏi. Anh ối đã dự đoán được trước đội nào thắng và cố tình phán là đội thua để gọi là câu phêm của anh em. Nhưng mà hai là ông này nghiệp nặng lắm rồi. Ông này nghiệp nặng lắm rồi anh em ạ. Nghiệp gì? Anh là người tốt. Chắc chắn là phải về quê cúng bái giải nghiệp cái gì đấy. Chứ sau hai giải đấu gần đây là tôi thấy khả năng dự đoán của anh ối trước trận thì nó gọi là chết đờ. Và đây thì thôi, Wildmon ơi. Bạn làm gì còn lối nữa mà chạy. Diver đang đến và kéo cưa lờ xe. Tạm biệt Wildmon. 4-0 dành cho VP. Em chào anh HTK. Anh Hưng. Em chào anh HTK. 4-0, 2 ca nét chân cho Vitus Pro. Trên khu vực Lento. Chào, dẫn 2k, vẫn thắng được. Rồi, 2-3 xa bếp. 2 bút diêu, ăn 4 bút diêu, không có gì phải lo cả.
cũng được. Ôi trời ơi, nó lại là không muốn diêu ở đây luôn. Sát thế này thì mù hết cả mắt. GPK Killing Spree anh em ạ. Và một con Invoker xanh thì bạn cu ơi. Dù tiêu ăn rồi, tin ối như từng tin. Hỏng anh ơi, ai còn tin anh ối tập này nữa. Nào, cố vào, đấm Lion. Đấm Lion đó, anh ta còn hack mà. Superdien đang bị dính một người tham reaction và skill chưa cùng đồng xong. Anh ta đang phải chờ vào đây thôi. Mạng số 6 dành cho các đội viên của Vita Pro. Và bây giờ với việc chỉ còn một mình ở đây thôi thì Fnatic Boy nên cẩn thận. Tôi thì rất là hay tư vấn kèo củng cho các anh em đồng nghiệp các bạn ạ. Nói gì đó thì cũng là trưởng ban Dota 2. Đấy. Lòng hay, có chuẩn, có đam thủ trụ. Họ đã gỡ được một mạng. Tỷ số nó đã là 6-1. Thực tế thì mình lên kèo cho anh em công ty thì chuẩn lắm. Anh em rất là tin tưởng. Ui trời. Tôi nói câu đấy thì chắc là anh em công ty còn không đánh. Chứ anh mới nói câu đấy thì anh em công ty đánh chết. Từ sếp cho đến nhân viên, không một ai chưa từng chết dưới bàn tay của anh ấy. Nào server. Server. Ồ, sống được. Có một cái stick giúp cho anh ta có thể sống sót. GPK có vẻ hơi tự tin quá. Đúng là ở đây anh ta có quyền tự tin nhưng mà có Oracle để có thể phó tá cho anh ta. Không có bị choáng, có thể là ngay. Trên này thì đẩy tinh lên, đi với cả Fnatic Boy. Rồi cũng tạm được. Những cú quật trông rất điệu đến từ đài phone. Hai con này thì bây giờ chỉ farm thôi, có làm gì nhau đâu. Sẽ là chờ GPK di chuyển support lên. 2-3 sao hết thì đang thốn nha. Đây rồi, mất quắc. À, lượng máu lại còn thấp nữa. Lên là một dồn đam là đi đó. Hiện tại thì net coaching không quá nhiều dành cho các đội viên PvP. Và về mặt anh nghĩ là chất tướng thì con voi này với late game nó cũng tương đối ổn. Ôi nào, GPK chết luôn. Phép Eric thì cũng cứu được đàn điện con đâu. Và thêm cả King Slayer. Đây rồi em ơi, Winnable 2-4 diêu, ăn 4-4 diêu. Cucu bắt đầu đứng dậy và chửi. Tao có level 7 rồi, ra hết đây. Vâng, đàn điện con đang đông. Và Cucu cũng đánh khéo. Đàn điện con dồn sát thương là thốn luôn. Còn Oracle mà bị điện con dí vào thì đông hốp lắm anh em. Một cái trụ mid kìa. Ui, cái trụ mid kìa. Điều khiển nhẹ rất dẻo đến từ Cucu. Và anh ta né được tình huống cơ máy đến từ anh chàng DM. Ơ, sao không dồn đam vào ca tiếp. Ơ, bạn ơi Lion đang cố mà. Bạn thôi xong rồi, bạn vào muộn rồi. Lion chết và bây giờ thì Cucu vẫn đang phải khiển nghẹn dẻo để không cho GPK có thể đớp. Một cú bảy. Ui, đam không đủ. King Slayer thì là thôi. Con đây là sự này, nó đang là ác mộng đến từ VP. Họ không quản được cái con nhẹ của Cucu rồi. Đúng rồi. Tuyệt vọng rồi. Oracle mà bị nghiện dí thì nó là đỉnh điểm của sự thuyệt vọng. Chả biết làm gì cả. Chả nhẽ bây giờ Phone Promise thì chưa có. Giờ này thì ngoài mod bị Nine Phone dí. Và đây cũng là đỉnh điểm của sự tuyệt vọng luôn. À, một chặt nữa thì là ngoài mod đi. Úi dồi ôi. Vẫn đang hồi máu được, vẫn đang hồi máu anh em ạ. Nhưng mà chặt thứ ba thì tôi không nghĩ là anh ta sống được đâu. Trời ơi, không thể điệu thế nhở. Chặt thì cũng phải kiểu vẩy đao tí. Chắc là có cái kinetic game anh. Ừ, có kinetic game. Trông là nó sẽ thay đổi cái tác phong nhát chém của Red King. Voi trong khi đó thì tận dụng một lượng sớm ấy rất là lớn để farm. Anh ta sẽ có cho mình một bố xe sớm đâu. Trận đấu này thì nhẹ sẽ đóng vai trò là tạo sớm đầu game để cho đội tuyển T1 có thể có cho mình những món đồ cơ bản. Cái chủ ngã xuống hơi nhanh. 7-4, T1 họ đang cố gỡ lại rồi. Vẫn đang chơi được luôn. Khi mà Fnatic Boy đánh về một cái thế trận late game thì tôi tin là con hero nó có thể giết hết nếu như mà nó đủ đồ. So với cả Red King, đúng là anh ta không sợ một cái lông thật nhưng mà anh ta sẽ sợ một con Fnatic Boy nhiều đồ. Bởi vì Red King không có cửa để chơi với cả Fnatic Boy. Nếu như mà một vét một anh chấp Red King 3 mạng, Fnatic Boy vẫn bát để chết. Đừng để mấy con nhện này bị Stun xe tao nhá. Stun hơi lâu đấy. Invoker, Vessel, trận này thì không biết là GPK có tham lam lên cho mình cái Midas không? Midas thì có lẽ là cũng rồi. Lốc không được. Chả được cái con nào làm của Lốc. Không được anh ạ. Nó phải là đam của cái Defending Blast đi thì may ra. Defending Blast đi. Hoặc là Timber Chain, Timber Chiển. Ừ. Timber Chain thì là đam chuẩn. Mấy con nhẹ này kháng phép nhiều mà.
Nên là nếu mà có xác định chuẩn là chuẩn nhất. Chỉ cần một cú team ở trên cộng thêm Charam là chết sạch. Vẫn miệt mài. Để anh ta cứ thế thôi, phạm con đang chăm chỉ, con đang chăm chỉ. Nhưng mà đúng là Nightfall anh em ạ. Đây là một cỗ máy, một cỗ máy farm của khu vực CIS. Cho anh ta cầm mấy con hero trông nó ra cái hình con người thì anh ta farm cũng chuẩn. 5.800 tiền trên người, không hề kém cạnh so với đối phương chút nào, mà sẽ sớm thôi có cho mình cái Radiant. Bican sau đó sẽ là một cái Pie thôi nhỉ. Oracle lại sắp tuyệt vọng rồi. Level 5, cho em lên 6 cái các bác ơi. Còn chưa lên được 6, đối phương đã dồn ép đến tận trụ 2 rồi. Rất khổ với từ Kingslayer. Mà clear creep thì cũng không được. Đồng đội mà xuống clear creep cùng thì sẽ hơi thọt một chút dành cho Kingslayer. Có lẽ là lượng XP thì các support bên phía của VP đang hơi thọt hơn so với cả T1. Về mặt chất tướng thì con voi lết khỏe. Nhưng mà để đấu lại Invo, West King, Lion cũng mệt đấy. Bên này thì được cái là nhiều disable. Cũng chưa biết thế nào các bạn ạ. Một bên thì có voi, một bên thì có Timber, Invo, Lion, West King. Chả đối với một con nhện này thì càng lết càng phế. Con lết thì thôi, không tính tiền. Ủa, VP quyết định đánh chuẩn chỉ rồi em ạ. Đánh về lên game. Ui trời ơi, tài tiền. Tài tiền rồi. Em đang tưởng lên Vessel, hóa ra là chuyển hướng. Tại vì anh đang thấy rằng là hiện tại đi gank cũng không biết là gank đâu. Đúng. Với cả một phần do DM cũng hiền. Đây là một player đi offlane rất là hiền. Anh ta không chủ động gây áp lực quá lớn đến đối phương. Nếu như mà bình thường team Bersaw đi quả sờ bách ở cái game thứ 3 thì thôi, như thế lao vào đấm đá thì quả thôi. Nhưng mà DM thì hiền anh em ạ. Hiền. Đây là một chất offlane tương đối hiền so với cả các offlane ở cùng EU. Và Cuckoo đang thải nhện ra ở đây. Chakram ném tới. Họ đang muốn bắt vào Cuckoo và cần một cú lốc. Lốc tuyệt rồi. Lốc được hẳn một nửa đàn nhện. Và bây giờ thì đàn nhện đang lao vào ở phía sau. Đó là Zephyr. Một cú chọc stun như trời giáng. Oracle thì là thôi. Lại tuyệt vọng. Nào, CPK đang cố gắng lùi lại. Deepening Blast là không đủ sát thương. Mà nó chỉ có phần đi đam thôi. Nhưng mà nhện bị slow. Và cưa máy toàn hết cả đàn nhện rồi. Nhưng mà cú lồng này dính ba nó quá đẹp đến bên phương 23 sát hết. Lượng sát thương nó cần phải đủ thêm. Nhưng mà DM lại đang target rồi. Giờ thì xếp nằm xuống. Liệu là K có về nổi hay không đây? K bị đấm. Và đó là cú săn trai nó hơi bị overthinking một chút nhưng không sao cả. Họ đang cố gắng. Lốc được K lên rồi. DM sẽ combo thêm một lần nữa. Nào kéo cưa lửa xe. Lượng sát thương thiếu. Và DM đang gặp nguy hiểm, anh ta phải về ngay thôi. Này phụ bút cho mình đó là Arachity và họ đang cố gắng dồn ra vị trí của Sephiroth nhưng không được. Tiếp tục là cú stun. Và có vẻ như là combat sẽ kết thúc ở đây. Em nghĩ là kết thúc ở đây thôi. Nên dừng lại ở đây bởi vì Red King anh ta đang bận farm. Vâng, combat LCK 300 hiệp. Lion chết. Lion chết. Còn có lẽ là support còn ít quan trọng nhất. Họ giết được thêm Oracle. Oracle mất mạng buyback. Oracle phải buyback ra nha. Bây giờ thì họ không quan tâm anh ạ. DM né khéo luôn. Oracle ở đây thì trời ơi. Có đồng đội đến chứ không thì lại là tuyệt vọng 1 cộng tuyệt vọng 2 anh em ạ. Nó gọi là tuyệt vọng đen nét. Red King lại tràn lên. Các ông mày hôm nay câu bắt LCK à? Các ông ép tôi hơi nhiều nhá. Red đánh King bây giờ đen. Có Radiant Sail đấy. Xong. Còn được cái con clip. Xong. Đây rồi. Thì chết cái gì? Cái gì? Vâng, nhẹ chết rồi. Và VP cố cho mình mạng số 8. Nhưng mà ngay sau đó các viên T1 lại trốn về phạm tiếp. Như chưa hề có cục chia đi. Vâng. Nó lại đi farm như bình thường nữa kệ. Trốn. Bạn ơi, bạn cắm cái con Senshi trông. Cắm lên 2 round phá luôn con mắt của đối phương đi. Khả năng kiểm soát tầm nhìn. Thực sự là các support của T1 em đang thấy họ kiểm soát tầm nhìn quá kinh khủng. Trận đấu nào cũng là Senshi, cũng là Wood được cắm giải khắp map. Nhưng mà thế này thì hơi solo rồi. Support của họ sẽ bị nghèo. Senshi cũng như là Wood cắm ra nhiều. Đặc biệt là cái lượng Senshi anh em nhìn thấy được. Những con Senshi trên map vẫn còn đang còn tác dụng. Chỗ này nó cũng phải vào khoảng 400-500 tiền là ít. Đầu tư rất nhiều để có thể kiểm soát vision tốt. Nhưng mà trong khi đó thì Nightfall anh em vẫn là cỗ máy công nghiệp. Lên game hẳn thì West King rất là dễ chơi. Cứ thế mà blink vào quẩy. Chết thì hồi sinh lại. Trong khi đó thì voi anh ta cần có những cú click chuẩn xác. Lồng ai, đánh ai, lồng khi nào. 8-6. Thực sự để bây giờ cho các thành viên bên phía T1 thì nên gây áp lực vào những cái trụ công trình nhiều hơn.
DM thì có đồ tanh rồi, có giáp, có hút, khả năng chống chịu sẽ rất là tốt. Trận này không biết là ta sẽ lên cái gì. Trận này có thể gây áp một cái Lotus cũng khá là ổn. Còn lên sắc của K đang khá là khó càn, trong đối phương sở hữu những cái skill khó chịu, Tornado, Stun, thêm một Charam nữa. Anh ta chỉ cần mới chớm tràn vào thôi đã bị cản lại đến từ VP. Và điều quan trọng nhất là con Oracle nó làm cho lượng sát thương K gần như bằng không. Một con gần như là chỉ có đam phép thôi các bạn ạ. Thành Slayer đang đi ngay cạnh người đồng đội của mình. Khiến các thành viên T1 họ cũng không muốn di chuyển lên, bắt bớ vào. Kiểm soát lại tầm nhìn thôi. Mắt được cắm giải khắp bản đồ. Để so với cái khả năng kiểm soát tầm nhìn thì chắc chắn T1 đang là những người làm tốt hơn. Giải phạm vi mà họ kiểm soát đang cực kỳ lớn. Wow, con bóng của Red King. Cố deny, phải lật voi cố deny nhưng mà Red King cứ cho bóng chạy thôi. Đúng để rồi. Cho đam rơi liền đốt. Thế là xong. Ôi, farm được nhiều đấy em ạ. Nếu mà chạy chuẩn là sẽ ăn được hai way cùng lúc. Ôi, bạn ơi, tôi lại có sợ nhện của bạn đâu. Ném Chakram ra thu về nhưng mà chưa nhà nhện ở đây vẫn còn. Nhưng mà anh ta có giáp, rất nhiều giáp. Sẽ không sợ. Mana rồi. Đi em thì vẫn quẩy thoải mái. Và đó là lên bảng điểm số luôn đến từ Nick Assassin và bây giờ Satrai thả gạch. Ok, nhưng mà K đang mất tương đối nhiều máu nha. Golem á? Golem này. Golem. Golem chặt một phát chết luôn ạ. Họ cố gây áp lực nhưng thực sự là họ đang fit tiền cho một con Timbersaw khá là nhiều. Đúng. Timbersaw nãy giờ không được farm anh em ạ. Anh ta chỉ đứng dép thôi. Nhưng mà nhờ những cái tơn nhện rất to đẩy vào trong trụ, đã có được cái lượng tài nguyên khá là ổn. 7k tiền. Nào. Timber sắp có lo tớt rồi. Khó nha. Rõ ràng là trận đấu này là một game đấu mà Lensack quá khó đánh nhỉ. Lensack khó để chui vào ấy. Chui vào dí Panova thì bị Oracle buff Feradic thế là xong. Kháng hoàn toàn 5 phép. Chỉ có mỗi cái Diabolic thì gây được tí sát thương. Giáp thì thấp, di chuyển vào. Nhưng mà tầm này giáp của Hero bắt đầu cũng to rồi. Nên là Diabolic cũng không đánh được bao nhiêu đam em ạ. Quân thua. Cái vấn đề là cái đàn điện con nữa, nó cũng là nó là tập trung của những hit đánh nhỏ nên là dí vào người của Timbersaw nó cháo cái tác dụng gì. Bạn đánh thì tôi lên giáp nhiều còn cảm ơn luôn. Vâng, item gì đây? Một cái áo bà ba. Áo bà ba thì đưa cho Timber đấy chứ còn gì nữa. Úi dồi, trừ ba giáp thì tôi lại nói với bạn là tôi có rất nhiều giáp để trừ. Bạn cho ba con điện vào đây tôi có ba giáp luôn. Đấy, cái đàn anh em thấy rồi đấy, đàn điện dồn vào không ăn thua bởi vì cái bay armor của Timbersaw này nó đã được cải thiện rồi bởi vì anh ta lên cho mình một cái mảnh giáp to. Nào, anh ta có thêm cả mảnh cố gắng giữ chân lại nhưng mà hai bạn khá mất thời gian. Không được rồi, quay đầu thôi. EMP nổ ra, vòi hết mana, cố gắng hồi lại nhưng mà T1 hơi vời. Cái góc này xấu quá và họ cũng biết rằng đối phương có mắt nhưng mà cái mắt này cũng ui rồi tiền mờ moa chu choa. Nãy giờ chỉ ăn tiền nhện thôi, ăn tiền nhện cả mấy cái tơn clip đẩy đến thôi. Anh đã trả được farm ở đâu cả, dừng diệm các thứ cũng chả dám di chuyển vào. Nãy giờ chắc là Timber đã trở thành một con Spider Slayer trông cũng sướng kìa, chỉ đứng cả đứng đép nhiều nhện lắm rồi đấy. Đấy, chỉ đứng cả đép nhà thôi mà thấy 8k tiền là trông yên tâm đấy. Anh ta đáng nhẽ bình thường một con hero mà phải đứng đép ấy, thì sẽ rất là thọt về lượng tiền bởi vì anh em chỉ chờ những cái quay clip đến đép thôi. Mà Timbersaw nãy giờ ăn được cả nhện anh em, trông tiền yên tâm dã man. Rất căng thẳng. VP tin tưởng về một cái late game họ sẽ thắng nên họ chủ động đánh hòa và lên cho mình Vidas đến từ hình cung cơ. Timber thì anh ta chỉ cần giữ được cái thế trận thôi, không để cho đối phương push được trụ hai thế là xong. Em nghĩ một phần cũng là vì là cái lồng của Fayless Void ấy. Line up của T1 là một line up phải xô và dí gần vào để gây sát thương. Thế nên là rất có thể Void sẽ lồng vào những người đồng đội. Nếu mà lồng những người đồng đội để con Evoker đứng bên ngoài nó múa thì thôi. Đám follow họ không có nhiều trong lồng. Trừ khi là có một cách Line sắc phải dí vào trước. Tức là Line sắc dí vào trước, sau đó là Void lồng cả Line sắc thì Line sắc sẽ có đam. Red drop này. Đây, đang có rất nhiều nhện và muốn gây áp lực dưới bot. Lại là Timbersaw anh em ạ. Timbersaw này không sợ nhện. Bạn cho bao nhiêu vào đây tôi tiếp bấy nhiêu. Lotus đập cũng đã có rồi. Và trên giáp trên người thì nó có 30 giáp anh em ạ. Yuan có muốn thử không? Thôi, bắt người khác thì được chứ. Chạm mặt nhau rồi, sếp cần phải trốn ngay. Vâng, vị trí này vẫn đẹp hơn dành cho VP. Họ biết đối phương ở trong rừng của mình.
và sẽ né thôi. Chừng nào họ vẫn đang giữ được cho mình cái trụ 2 thì họ sẽ không mất outpost. Đúng rồi. Cứ thoải mái. Không có việc gì quá bận tâm đến cái việc đối phương di chuyển trong rừng của mình. Cùng lắm đã đổi rừng. Và Timbersaw vẫn đang làm một con hero đép rất tuyệt. Nào, đó, Pimiza đến từ VP. Và 2-3 Savage. Rất may mắn là anh ta đã né được cho mình cú định stun đến từ bên cũng xếp. Ui, nhưng mà Golem thì fail rồi. Sao đây, Lê sắp bị hack lại. Một cái Fireball đối khá nhiều đi về VP. Nhưng mà đó là vô chết luôn. Mèng đáng ơi, quả cưa. Đó là cú combo đến từ bên phía Timbersaw cũng như là cái combo của anh chàng đi GPK. Nào, bây giờ thì Golok cũng đi đâu. Phải nói là DM một pha tinh tế đi. Pha xử lý tinh tế. Một cú Gilding Death 2300 đam đến từ một con Timber nhiều đam nhất. Nhiều đam nhất. Kéo dây từ Gilding Death. Nó trúng hai luôn anh em ạ. Thẳng tức một đường. Em ơi, anh em mình phải nói lời chia tay với cả bốn chiêu cua rồi. Em bảo rồi mà. Tôi biết mà. Ui, tôi còn lạ gì nữa. 2-3 định lồng đẹp các bạn ạ. Nên là 2-3 mới quắc vào là vì như vậy. Nhưng mà ui xổi thêm cả đám cả cưa về lượn qua phát. Quắc vào một con lion xong rồi nó sờ tan đôi. Chán. Thêm quả finger death vào cái thì thôi. Một ngón tay chỉ thiên. Với thằng T1 nó sờ cam bắt 4 diêu của tôi rồi. 4 diêu ơi. Tạm biệt 4 diêu thân yêu. À. Ôi trời ơi. Mèng đáng ơi. 300 lát hit đến từ DM. Má ơi. Và Gulok thì cũng bốc hơi xong cú combo đến từ GBK. Nó là một phát. Phát đấy chắc phải 30-40 lát hit. Ờ đây à, rồi. Cú. Hello my friend. Nghe nói dạo này bạn không khỏe. Người cho kèo T1 số 1 500 đô. Người tiện đưa tất cả các anh em từ sếp tổng cho đến nhân viên lên đường. Không một ai, tôi nhắc lại, không một ai ở 500 chưa từng chết vì kèo anh ấy cho. Ai cũng đã từng chết. Xin thưa cả anh em. Ai cũng đã từng chết anh em. Đó, hôm nay thì nó là chết hẳn. Đứa đừ luôn. Bây giờ Red King 14k tiền. Bạn ơi, bạn làm cho tôi ba cái lồng đi thì tôi may ra sợ. Cả đang cố gắng sủi nhưng mà một cú hack thôi. Sau đó là stun, sau đó là sát chai. Không. À, sống được anh ạ. Có vẻ có như Ethan là Osral, BP cũng họ cũng sợ con voi này. Bởi vì một phần là không có Red King ở đấy. 891 gold là số tiền mà anh chàng Timbersaw đã kiếm được nhờ những con nhẹ. Thank you Spider. Sợ thế đi. Xuyên 86 con nhẹ. Spider Slayer 14, 6, 4k net change. Tầm này Red King, anh ta chẳng sẻ gì. BKB có rồi. Xong còn có cả một cái sang ghe. Bạn có thích bạn vào đây mà lồng tôi này. Trận đấu này thì AC. AC sẽ là một lựa chọn rất hay cho Red King. Có giáp, chống chịu được khi mà bị voi úp lồng, bị đánh nam vật lý vào, yên tâm. Tôi nghe tiếng sân trai. Chắc là để check Red King có muốn lên sắc không nhỉ? Trận này thì có mana burn đến từ Nick thôi. À, nếu mà cảm thấy không thực sự cần thiết thì không cần. Hoặc là đợi con đông san số 2 cũng được mà. Quyết định ăn đông san chắc. Đông san. À, Scan phát hiện ra tình huống ăn đông san này. Nhưng không nhá, VP. Họ đặt bài tơ. Và pha smoke này thì là thôi. VP đang chủ động hơn. Nhưng có một cái low code ở đây để cho VP phải băn khoăn về cái việc là họ muốn lao vào phía sau. Let's ôi, đã có mặt và đẹp nha. Sơ tan trúng hai, thả gạch đi hai. Và Leon, Leon đang được cover và Lion vẫn sơ tan được. Vinh không cần Vinh. Lion Phelan Boy đang đuổi và anh ta lồng một con Lion. Nhưng mà có cả Oracle. Nhưng mà Oracle đi, vào đi thẳng vào lồng anh em ơi. Không sao, Red King làm tất. GPK combo. Cũng GPK múa quạt xòe hoa. Bây giờ thì chưa có ai bên phía T1 phải lên bảng đếm số cả. Nhưng mà đã là hai buyback đến từ VP rồi. Buyback quá vội vàng. Nào, mặc dù là hai con sắp đến từ VP chết, nhưng mà họ lại câu được cái lồng. Và giờ thì cái việc Arusan tôi nghĩ là sẽ dễ hơn dành cho VP. Họ có muốn vào hang không? Và cái vấn đề là bây giờ hai con sắp vẫn còn Grand Ultimate, còn Finger Death. Và còn cho mình đó là cả một cái Full Promise có thể cover được. Tình huống đó là có hơi chần chừ thì phải. Anh ta cũng muốn dí vào, chắc là định búp Full Promise cho người đồng đội của mình. Oracle đã giải cái Phantom Ball để giúp cho sếp có thể lùi lại an toàn. Nhưng mà sau đó thì hai bạn phết lồng luôn em ạ.
Oracle thì đang cái góc đấy thì anh ta đi nhầm vào cái lồng đen. Em nghĩ là định đi vào búp cứu Lion đấy, nhưng mà không kịp. Còn thiên thạch này nó hơi lệch góc một tí, nếu mà lệch sang bên trái là đủ để kết thúc ca rồi. Nó lại đi hơi dướn sang bên phải. Phải có Etherland, phải có Etherland trên người Oracle búp cho xa, đảm bảo là anh ta không bị tiến vào quá gần cái lồng. Oracle thì đã có cái gì đâu, 1600 tiền không lên Etherland, quyết định lên Blink anh em, giữ vị trí. Nào, Nightfall vẫn rất tự tin, anh ta biết rằng đối phương không khả năng kết thúc bản thân, nên là cứ lao đầu vào đâu. Còn có cả BKB thế này thì cứ farm đi vì cuộc đời vẫn đang cho phép, anh ta farm thoải mái. Còn bây giờ tiến vào khu vực Harosan thôi, thì có cả búp Aclarity. Tiến vào Harosan ăn, có nhện con vào sơ cao. Không quá nhanh. Không quá nhanh, thực sự là không quá nhanh. Phải có chừng giáp cơ. Chém tay vào Harosan mất thời gian. Nào, Sephiroth đi gần vào để giúp cho cái mana burn cũng như là cái stun nó có thể lan đến. Nằm ở trong các lên của Dick thì rất khó chịu. Họ vẫn đang cố gắng tìm nhưng mà họ không có Senchi. Họ cần một cái Senchi. Đây rồi. Họ đoán được. Phát hiện ra cái góc stun và có thể là Dick sẽ chết luôn. Bạn ơi, sao bạn lại stun quả đấy? Red King nó ra nó đấm cho thì cả Finger nhưng mà Sephiroth chưa chết. Và Void đang đấm được. Sephiroth cứu đến Void biết nhưng mà CPK thì sao? Anh ta tăng hình bẩn vào trong cái đó thì tiếp tục quạt đến Red King. Sephiroth vẫn còn sống. Quá trâu. Tiếp tục đứng im để thủ thôi. Nhưng mà Sephiroth thiếu một chút nữa. Một chút nữa thôi các bạn ạ. Được sưởi anh ạ. Cái khả năng hồi máu đến từ cái Healing Wood, chính xác là cái Shadow Wood. Shadow Wood nó quá nhiều. Bảo sao, trời ơi. Cái Shadow Wood nó cứ sửa cho Sephiroth thôi. Và Sephiroth lại sống. À, có lẽ là VP họ nên bỏ. Kết. Đây. Bỏ đi anh em ạ. Có Vessel bút vào thì chơi nó chứ còn không có thì thôi. Cứ sửa một phát là Sephiroth lại khỏe. Bây giờ thì người đang muốn ăn Osan là các thành viên của T1. Và VP họ biết điều này không? Cần lock check. Cho đệ vào check có khi là... Đây, vẫn kịp. Chưa muộn lắm. Nhìn thấy con Osan còn 30% kim máu. Nào, VP. Họ cần phải quan tâm đến cái low code này. Đặt EMP vào server. Dính một cú Bermana nhưng không sao đâu. Trong đó thì anh chàng Quyết Kinh liên tiếp bị stun. Và có thể là anh ta sẽ không đủ mana để hồi sinh. Cầm một lùi lại thôi. Chưa có sắc. Phải cẩn thận. Cái low code nó tiếp tục khó chịu các bạn ạ. Vâng, một cái low code nó có rất nhiều aura xung quanh. Và lại là một cú stun nữa vào người của Lion. Tiếp tục ăn đè stun và Lion cần được cứu sống. Lion không đủ rồi. Lion lên bảng 70 giây. Và cơ hội giành nhập bên phía T1 đang mở ra. Khi mà anh chàng Quyết Kinh. Quyết Kinh có sắc. Quyết Kinh hồi sinh được. Nhưng mà bên phía UVP không có góc để vào. Cú lồng này để cản. Và đó là một cái counter dường thả ra. Nhưng mà đó là một cái khiên trong tay của anh chàng Boy. Giờ đây sau đây khi mà hai man Savage đã cầm khiên rồi. Cú trả lên thôi. Nightfall chỉ còn duy nhất một mạng mà có vẻ như là anh ta sẽ chết ở đây. Không có gì để chạy cả. Nightfall nằm xuống. Và Calivian đến từ UVP bất cho mình carry. Lật kèo anh em ạ. Một phàng lật kèo cướp lại Alosan. Bên phía của Vitus Pro họ mất cho mình hai buy back của đến một sub, của hai support. Và thậm chí là mạng của Lion. Thế thì tính ra pha này T1 làm được 4. Có sắc rồi nhưng mà vẫn không đủ để giúp cho Quyết Kinh có thể sống sót. T1 đang quảnh sóng rồi anh em. Trận đấu mà cái low code này nó đang quá khó chịu. MVP xin giới thiệu với các bạn. Cục MVP đất. Nó chỉ là một cái hòn đá thôi. MVP cục đất. Sephiroth rõ ràng là con đích. Nó bệnh hoạn lắm. Chui xuống đất thì sẽ được giảm cooldown của cái Impel. Cắt lên xa hơn. Cũng như là cái việc mà các bạn có thể bật liên tiếp cái gai để stun đối phương rất là khó chịu. Một cái pha team fight vừa rồi nó khiến cho các thành viên ở bên phía Vitus Pro rất mất thời gian. Không farm được, đánh nhau thì thua. Họ đã lỗ quá nhiều trong khoảng thời gian vừa rồi. Mình nghĩ bây giờ là cái lúc mà các thành viên của VP họ tiến tới cái việc farm tiếp thôi. Đánh lên game. Ô. Thôi bình mana tầm này quan trọng gì đâu. Bỏ qua. Cái này thì có hiệu ứng là giảm đam 50% anh em ạ. 50% giảm đam. Hồi máu và mana trên dây. Này để giết được một con Nick Assassin trong trạng thái cùng đất. Anh nghĩ là khổ T1 à, chính xác là VP cần một cái silent. Thực sự họ cần một cái silent để làm cho con Nick cái phế. Chứ nó mà cứ bật gai lên thì khó lắm. Nó cứ gai lên. Xong rồi bên kia đánh vào. Không làm gì được.
họ không lên Silent, không ai có Silent cả. Server thì cứ thế mà chui đất thôi. Đây rồi, Smoke Radiant are scanning. Nào để xem các thành viên của T1 họ sẽ bắt được gì trong pha quăng lưới này. Smoke và Red King thì vẫn đang thọ được cái 20 xong level. Kịp chéo á. Gì đây? MKB à? Có vẻ như là MKB. Thế là MKB. Radiant structures are fortified. Phelps Boy cũng đang khỏe, búa sét. Phelps Boy nhiều đồ đấy. Red King thì đang liên tục thay đổi trạng thái. Biết là ta lựa chọn lên cho mình đồ gì nào, rồi. VP định tràn lên. Nhưng mà Red King TP quá lâu. Và cuối cùng thì họ lại phải dừng lại. 14-10. Và bây giờ thì lượng tiền chênh lệch nó còn chả đáng bao nhiêu. Ai để giảm đi khả năng hồi máu của Nick cũng hợp lý nha, nhưng mà em nghĩ là một cái vessel của Invoker cũng là quyết định rồi em ạ, một cái ultimate off rồi. Ai thêm cả vessel Invoker được kết thúc cái con Nick nhanh cho đỡ khó chịu, không có cái gì cả, có mỗi cái gậy xanh. Bây giờ CVK cái combo thật sự chuẩn chỉ, không phải là Catalyst và con Nick cũng như là một quả thiên thạch thì con Nick này mới chết nhanh được. À, ông này lên RO là để hai phát Catalyst và con Nick này luôn. Đúng rồi. Hai phát Catalyst, hai phát EMP, hai phát thiên thạch. Hai thiên thạch. Chaos Metal. Cố gắng drag trận đấu này ra. Khi mà anh chàng Quyết King vẫn chưa đủ ai. Nhưng mà T1 đang đầy rồi. Có vẻ đang hơi đồn nóng với từ các thành viên T1. Họ tự tin với cả cái lồng. Lồng còn. Và ôi, rõ ràng là cái Raiden các bạn ạ, đó là một cái nó sẽ bóp Diphone. Chạy được hay không đây? Chạy được. Chạy được. Ok. Mặt một BKB, một full promise nhưng vẫn chạy được. Cái ulti này 90 giây. Thì cũng tạm. Tạm. Biết làm sao? Còn hồi sinh là đối thủ phương còn còn phải gọi là giữ một cái lồng. Cái chủ ngoài thì sẽ đi sớm. Em thấy chủ động nó đang nghiêng dần về dành cho các thành viên T1. Và quăng vào rất tự tin đến từ Flash Ball. Phần nào thì anh ta cũng đang à, server tiếp tục là chui xuống đất. Quá khó chịu. VP cần phải làm điều gì đó. VP đang tham minh tầm kia đây exit của 23 Savage. Đúng. Và 23 Savage đang chỉ còn lại 15 giây. 15 giây. 10 giây. Thường thì còn khoảng tầm 5 giây là vào là vừa. Có 5 giây là vào là vừa. Ôi, 23 Savage chạy. Nhưng mà 23 Savage cũng có đồng hồ em ạ. Các ông đừng nghĩ là chỉ có ông nhưng con Nick Assassin họ thì không biết là server còn đứng ở đây vì không có Sentry. Nào server chui ra rồi. Nhưng mà quá là thoải mái. VP chéo gì bắt cả. Đang dàn đội hình ra đến các thành viên T1. Đang là những người khó chịu hơn với một con nhện và cả con Nick Assassin. Một cái con bọ sát này. Cái con bọ này khó chịu thế nhỉ. Ba mấy con côn trùng chân khớp này cứ đi quấy thôi anh em ạ. Level 20. Làm việc là gì cái thể cứu được trong trận đấu này không? Defense off còn xa. Rất xa. Đánh lết thôi anh em ạ. Mấy kia đánh lết. Bây giờ họ cũng không chủ động tham gia giao tranh rồi. Red King sắc của Nick là giúp cho cái Vedetta đi xuyên địa hình. Red King bây giờ thì cứ ai? Hay đấy là Talon level 25 nhỉ? Sắc đúng không? Anh nhớ là sắc. Thôi cứ đọc lại wiki nữa chắc anh em ạ. Sắc hình như là một cái skill gì chứ. Sắc là đi xuyên địa hình hay sao? Anh nhớ là có cộng thêm tốc chạy của Nick nhưng mà có xuyên đi xuyên địa hình hay không thì phải check lại. Nick Dota 2. Cái sắc này thì ít người dùng các bạn ạ. Sắc. Sắc là giúp cho em đánh vào thì giảm kháng phép. Kháng phép của đối phương. Thế thì Talon vẫn là đi xuyên địa hình đúng không? Talon. Đúng rồi. Sắc thì chỉ cộng speed chạy thôi. Còn Talon thì vẫn là đi xuyên địa hình. Chờ đợi rồi. Ai trên người của Red King có thêm 20 điểm tự tin để có thể bắt Nick Assassin. Nhưng mà GPK ở đây thì xe sủi rồi. Chạy rất nhanh đến từ GPK. Còn chân còn chạy. À, đã có RO. Mặc dù tưởng farm rất lâu nhưng mà ông này thì mi đát anh em ạ. Chính ra là cái giảm kháng phép ở cộng tốc chạy không cần thiết lắm. Con này cần đi xuyên địa hình thôi. Trận này em thấy giảm kháng phép
cũng tặng được. Không, quan trọng là cái Vendetta đó là cái skill mà em phải tàng hình và em đánh vào thằng kia. Đúng rồi. Nên là ít khi là có người lên. Làm gì có chuyện Nick đi vào đấm tay đâu. Chả bao giờ. Rảnh đâu mà đi đấm tay. Họ đang muốn chơi và cao ở đây. Cái tình không có Blink anh em. Chả có gì bất ngờ cả. Thì nó mana burn một phát. Nhưng mà bây giờ có xác rồi, chả quan tâm. Bây giờ con Red King này nó phải có item đột biến, nó phải Blink. Phải Blink vào đi, trông nó mới ảo. Nào xem bơ dĩ cưa. Chả quan tâm lắm. Hơi thôn thốn tí. Không ăn thua. Xây sát thôi. Ồ, phải lên voi. Không đủ các bạn ạ. Hai lần Catalyst nhưng mà nó trượt gần hết. Nick thì anh ta có cái Spy Calavet và anh ta phản được đam. Và giờ đi sau đây khi mình vô cơ. Thôi xong rồi, đầu sáng như đèn ông sao. Cố gắng cố bộ ngược lại nhưng mà GK chết. Trong trong đó để anh chàng cả vẫn còn sống. Cả chết bởi cú cơ bay đến từ bên phương DM. Con Nick này nó khỏe quá, không thể nào mà chết được. Mà xem sẽ gửi lên bảng đếm số mà thôi. Đừng chém con Nick Assassin nữa. VP rất cố gắng các bạn ạ. Và cục dêm quên à. Xong. Ờ, để con gà đấy. Thank you. Để có thể nhặt cục gem khi chết. Chết cả gà, mất cả gem. Xong rồi, thấy gem rơi nhưng mà gà không di chuyển. Chàng 6k lên tranh lên rồi trong T1. Cái Nest Boy nó đang quá trâu ở trong cái game đấu này. Red King bắt đầu bất lực với cả con phải lẫn voi rồi. Khoai rồi anh ạ, bắt đầu khoai dành cho VP rồi. Hai lần Catalyst, tức là tổng cộng 4 cái Sunshine rơi. Nhưng mà lúc đó thì có quá nhiều creep. Cũng như là cái việc mà con Nick này bật cái gai lên thì nó đã phản được một cái Sunshine rồi. Nó chỉ dính có 3 cái thôi. Ôi đi em, đây rồi, nhấc được tay lên. Mà bị time dilation, cố gắng kho. Không được, không được. Còn lại gì nữa đâu, mà khóc với sầu. Boy chưa có talent level 25, anh ta mới chỉ 24 mà thôi. Voi lên toàn đồ trâu anh em ạ, 4k mốt máu một con Faded Voi. Chết được. Con Voi phát điên rồi. 32 đấy là có 3 cái Sunshine chiếu một người con Nick. Một cái thì bị phản rồi. Có 3 cái nhưng mà vì con Nick có 50% giảm sát thương nữa. Nên là chỉ dính một cái giữa em ạ. Anh thấy Nick mất khoảng tầm 700 máu. Không ăn thua. Thì đã chuẩn luôn. Xong rồi nó lại hồi lại luôn mà. Không chính là pha đấy thì tầm phải tầm 800-900 nhưng mà quá ít, không đủ. Đúng là Nick có tụt máu các bạn ạ. Nhưng mà làm gì tầm đấy 800-900 máu, con này 2.300 máu. Không chết. Một phải lét voi 4k mốt máu ạ, trông gì quả cay dã man. À, chán. Nick thì còn cầm đĩa nữa. Mặc dù làm gì mặc dù Fufu đã rất cố feed tới 1.800 tiền nhẹ. Chích. Vẫn là các thành viên của bên phía T1 học làm tốt đây. 23 xa vết. Sát chai check. Corona thì nằm trong tay đối phương rồi. Sefer quá khỏe. Tầm này Phelan Void biết là anh ta không dễ dàng để có thể ra đi được. 4k mốt máu thì cũng chả ai muốn đánh anh ta. Ủa, cầm tí thôi. Nữa thì khi mà lên 25 thì 23 Savage sẽ lấy talent backtrack thôi. Cái Penta S này thì có đánh slow cũng là một thứ để chơi với cả một con Red King. Khá là hay. Xác. Để có một cái thăm quắc. Quắc xa hơn với cả là... Chính xác cái này phải đổi tên thành Moon Quắc. Yeah. Moon Quắc. Moon Quắc của Michael Jackson. CBK phế rồi đấy, không làm gì đấy. Đối phương có quá nhiều AND. Định làm gì? Ôi. Ô, RO luôn ạ, à. Cái gì đây? Vâng, anh ta bấm nhầm thì phải, anh ta định bấm BKB. Bạn ơi, chốc rồi, chốc rồi. Nhưng mà bấm nhầm vào RO. Tay đâu, VP ơi. Vâng, làm ngay quả RO, không hiểu sao. Cho kè chắc đó. Là định bấm BKB nhưng mà bấm nhầm vào RO. Chốc nặng lắm rồi. Và bây giờ thì các thành viên của bên phía T1 họ tự tin lên thôi. Invoker không có buyback. Và High Ground sẽ là nhà của T1 khi mà đàn nhện nó bắt đầu sấy vào. Tầm này Team Berserk không đánh láo được. Team Berserk đánh láo ra clear nhện là bị đấm chết ngay. Red King, anh ta sẽ bị cài rất nhiều. Và Nick Assassin đóng low code đây rồi. Phelan Void quắc vào và đó là một cú lồng 3. Đã tắt đôi. Còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Yêu lồng 3 cố gắng cứu Timber. Nightfall đang cố gắng nhưng mà trận đấu này họ đã mất rồi. Nào Nightfall hồi sinh mạng số 2. Mạng số 2 của Nightfall nó chả để làm gì cả. Quá nhiều stun máy tăng cũng không tỉnh được. Và Bách không có. Và chức vô địch Era One Summer sẽ dành cho T1 mà thôi. Rất gần rồi. Nào anh chàng Red King lên bảng đến 85 giây.
Nhưng mà T1 vẫn đang chậm rãi lấy đi cho mình những cái trụ bà trước. Đây rồi, một chiếc vô địch dành cho T1. Cuối cùng thì anh ấy đã phạt được T1. Giải được nghiệp rồi em ơi. Giải được nghiệp rồi. Bún riêu cua. Nào bắt bún riêu của tôi. Kề lên tận miệng rồi. Bắt bún riêu đứng rất gần rồi. Trong lúc đấy 58 giây nữa mới sống cơ mà. Làm đúng sao rồi, Oracle. Anh ơi. VP vẫn đang cố gắng chơi cô đẹp. Cả thành rừng nhưng mà voi. Đó là một cái lốc. Ai nhở? Ai đã lốc voi lên? Vâng, đó là Win Walker đến từ Lê Giang. Thế thì làm gì còn cửa? Không có cửa gì để... Với hôm nay sờ can là bún riêu của tôi rồi các bạn ạ. Bún riêu cua. Và chiến thắng dành cho T1. Không, bún riêu vẫn đang cố. Đập chưa? Đập nhà bạn ơi. Bún cua. Không. Cả ta đi tướng trẻ lẽ làm gì cả. Rồi. Và tỷ số là 3-2 dành cho T1. Kiểu T1 họ phát cuồng vì chiến thắng này luôn. Còn trong các thành viên của VP thì họ trông hơi nhạt anh em ạ. T1 đây là đội tuyển C đầu tiên được mời và ra những cái giải đấu của một EU đấy. Tuyển khách mời đấy anh ạ. EU CIS. Và trong lần đầu tiên tham dự PSL1 Summer họ có cho mình chiến thắng luôn. Chức vô địch xứng đáng.